Mến chào quý anh chị, là em đây, Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu, chuyên gia hàng ngọc. Thì hôm nay em đang có mặt tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay em có một cái siêu phẩm muốn gửi đến quý anh chị là một căn nhà nằm trong khu dân cư đông đúc luôn nha. Khu dân cư kín luôn quý anh chị. Đường là đường bê tông, ô tô thoải mái luôn quý nhà. Thì đây quý anh chị, siêu phẩm của mình là một căn nhà cấp 4 ha, có vườn luôn quý anh chị. Mà giá chỉ có 850 triệu căn nhà của mình đây quý anh chị. Tổng diện tích là 517 m². Bám mặt tiền đường bê tông đây ha, từ cái mí bên này qua bên này, qua ngay đây là 7m2, sâu vào trong là 50m, phía sau nở hậu là 18m luôn nha quý anh chị. Có nhà cấp 4 rất là kiên cố, anh chị về đây là ở luôn ha. Tuy nhiên là nhà mình chưa thổ cư, nhưng mà chủ nhà đã làm sẵn nhà cấp 4 rồi, thì anh chị về đây ở thôi, khi nào phủ hồng là mình lên thổ cư ha. Đất của mình là đất cây lâu năm, khu dân cư rất là đông đúc luôn đây quý anh chị. Ở đây là biệt thự nhà vườn rất là nhiều luôn quý anh chị ha. Vị trí của mình di chuyển ra đường Phước Tân Hội Bài đâu đó khoảng tầm là 300m thôi quý anh chị, rất là gần ha. Tí nữa em sẽ quay ra cho quý anh chị xem, chợ, trường học, ủy ban, nhà thờ rất là gần ha. Đây. Thì hiện tại là chủ đang đi công việc khóa cổng rồi, em đi nhờ cổng bên này quý anh chị ha. Mình là sổ hồng riêng, công chứng sang tên ngay. Hai cổng nha, cổng bên này là của cái nhà bên này. Mình là cổng bên này. Đây, cổng bên này ha. Hiện tại đi chủ đi công việc nên là khóa này, em không có đi vào cổng này được. Nhưng mình là có cổng riêng nha quý anh chị. Mình là từ cái mí bên kia ha, qua đây. Đó, qua ngay cái mép gạch bên này ha quý anh chị. Đây, ngay mép gạch này luôn ha. Anh chị muốn thì về đây mình có thể làm cái hàng rào để cho riêng biệt ha. Tại vì mình là sổ riêng nè. Đó, từ cái mí gạch này quý anh chị qua đây là 7m2, sâu vào trong là 50m, nở hậu là 18m nha quý anh chị. Mình là nhà cấp 4, mình là một phòng khách, hai phòng ngủ, một toilet và một phòng bếp ha. Bây giờ em sẽ đi lại phía sau vườn cho quý anh chị xem. Anh chị nào mà lanh quanh 850 triệu đang tìm đất có sẵn vườn thì inbox liền cho em nha. Hàng cực kỳ ngột, 850 triệu có nhà cấp 4, quá rẻ luôn. Đây là phía sau căn nhà của mình đây. Ở ngoài thì nhìn vậy thôi chứ ở trong là chủ lót gạch men hết rồi nha quý chị. Rất là sạch sẽ nè. Sâu vào trong là 50m quý chị, nở hậu là 18m ha. Mình có thể về đây trồng thêm mấy loại cây ăn trái đây quý chị. Đó, phía sau mình nở hậu rất là đẹp luôn quý chị. Đó, từ cái mí này qua ngay góc bờ rào bên kia là 18m nè. Đó, xong rồi lên đây, xong rồi qua ngay góc bờ tường này nha quý chị. Tại vì đất mình phía sau là nở hậu nha, nở hậu tới 18m lận. Từ cái mí này nè qua bên phía bên này là chỉ có 72 thôi. Đó. Tổng diện tích là 517 m² mà giá chỉ có là 850 triệu. Tọa lạc ngay xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Anh chị quan tâm thì inbox cho em. Nhà cấp 4 này là chủ đã sửa sang rất là đẹp rồi quý vị, ở trong nhà rồi ha, đã lót gạch men rồi, phòng ngủ là ok hết rồi, rất là đẹp. Anh chị về đây mình ở luôn thôi. Trường học, ủy ban, nhà thờ, chợ rất là gần luôn, sát với lại đường Phước Tân Hội Bài. Bây giờ em sẽ quay từ vị trí nhà của mình đi ra đường Phước Tân Hội Bài cho quý anh chị xem nha, rất là gần. Ở đây là khu dân cư đông đúc, anh chị về đây là không có lo vắng vẻ ha, rất là vui luôn. Khu dân cư sang sát hết. Anh chị nào tài chính lanh quanh hơn 800 inbox cho em căn nhà này nha. Xuân Sơn, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Đây, nhà mình đây quý vị ha. Có cống thoát nước đầy đủ cho quý chị. Điện đàn đầy đủ luôn nha. Có điện đường đầy đủ luôn nha quý anh chị.
Đây, ra đây đúng 300m là tới đường Phước Tân Hội Bài rồi quý anh chị. Đó, mình rẽ trái đi hướng này là đi về Xuyên Mộc này, Phước Bửu, đi về Hồ Tràm ha. Cách Hồ Tràm khoảng tầm là 20 phút đi xe là ghi Bình Thuận Xuyên Mộc, đi thẳng đường này luôn quý anh chị. Tại vì đường này là đường huyết mạch rồi quý anh chị. Còn hướng này là mình đi về Phú Mỹ, đi về quốc lộ 51, đi về trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh ha. Đường này là đường Phước Tân Hội Bài nha quý anh chị. Đường này là chuẩn bị mở rộng 36m này, đang làm trên đoạn ngãi giao là đã đang làm rồi. Chuẩn bị là đang làm ngang qua vị trí của mình luôn ha. Đây, phía bên tay trái màn hình của anh chị là nhà thờ này. Tân Bình. Mình là gần nhà thờ, gần chợ, gần quỹ ban. À, anh chị quan tâm căn nhà này thì inbox liền cho em, giá chỉ có 850 triệu thôi. À, tọa lạc tại Xuân Sơn, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Bây giờ em sẽ quay sổ và soi quy hoạch xuống chị xem. Đây quý anh chị, mình là sổ sẵn công chứng sang tên ngay luôn ha. Thửa đất số là 1329, tờ bản đồ 21, địa chỉ Sơn Bình, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 511m2, thực tế là 517 ha. Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là cây lâu năm. Đây quý anh chị, thì nhà của mình là quay về hướng đông ha, ngang là 7m2, sâu là 50, nở hậu 18. Đất của mình là nở hậu kiểu L quý anh chị, rất là đẹp luôn. Để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem. Đây, thì đất của mình hiện tại trên bản quy hoạch của mình là đất cây lâu năm nha. Đó, 517,6 là đất cây lâu năm toàn bộ này. Ngang là 7m2, sâu 50. Phía sau mình là nở hậu 18m. Anh chị quan tâm thì inbox liền cho em ha. Cảm ơn quý chị đã xem hết video. Không quên cho em một like, một đăng ký kênh nha quý anh chị.